Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng các bạn có mặt tham gia cuộc thi thân mến. Em là Nguyễn Minh Dễ, học sinh lớp 5E trường tiểu học Hòa Mỹ Tây. Em vô cùng tự hào, xen lẫn niềm vui khôn tả khi được thay mặt 29 bạn học sinh lớp 5E đến với hội thi kể chuyện thiếu sách nhân học 2022-2023. Câu chuyện mang tên Câu chuyện đầu tiên Thiếu Hoa Ký không còn đường nào khác xuất bản năm 1976, chính quy định là những bài báo của chuyên gia Sài Gòn em. Điều trước nhất, em xin kính chúc thấy thầy cô vô dạo sức khỏe. Các bạn tham gia thi đã kết quả cao và kính chúc hội thi thành công rực rỡ. Nguyễn Thị Định sinh ra ở một làng quân nghèo tại tỉnh Bến Tre, vùng đất nằm trên ba cù lao và ruộng phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long hội tụ. Không chỉ được biết đến là bệnh đất như dừa, lúa gạo và tân trạch liên dịp, Bến Tre còn được coi là cái nôi của cách mạng Việt Nam, là nơi khởi phát của nhiều cuộc nói dạy chống thực dân Pháp về sau đó là đế quốc Mỹ. Ta Lê Định giữ vai trò là người dẫn dắt các chiến sĩ trong cả hai thời kỳ ấy, chập chững bước vào con đường là cách mạng được về giúp lại những hồi ký về công việc đầu tiên của quân dân trong. Một hôm, anh đã chọn gọi tôi vào trong buồng, chúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bỏ dây lớn rồi hỏi tôi: Út, có giúp rải tiền đơn không? Tôi vừa mừng vừa lo nói: Được, nhưng là thế nào anh được gì để em mới làm được chứ? Anh bếp người rồi nhờ tôi tỉ mỉ. Cuối cùng anh nhắc: Rủi định ra bếp em tận tay thì em ngọt ngọt nói rằng: Có một anh bảo đây là đế hoàng cao thuốc, em không tự nên không biết giấy tư. Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy những người cứ vui rồi khóc thở. Đêm đó, ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm ngồi nghỉ đắp dấu chìm đơn. Khoảng 3 giờ sáng, tôi dễ đi bán cá như mọi hôm. Đây tôi bê rổ cá, còn có chìm đơn thì dép trên lưng quần. Tôi đảo bước về chìm đơn cứ từ từ lên suy đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ. Độ 8 giờ, nhân dân thì sao ăn lên, cổng chào là giấy hiệu quá. Mấy tên lớn mẹ đèo thất hại, đắt xuống chạy rầm rầm. Về đến nhà, tôi thì ngay cất đẻ với anh ba. Anh tôi khen, bút khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, yên mẹ. Lần sau, anh tôi lại giao việc cho tôi lại chuyên đơn tại chợ Mỹ Long. Tôi cũng thân thành, làm được một vài việc tôi rất giàu tham hoạt động. Tôi tâm sự với anh ba: Em chỉ muốn em học nhiều việc cho cách mạng. Anh cho em thoát ly hẳn nghi anh. Mặc dù tuổi con ít, nhưng với ý chí kiên cường, đồng yêu nước mãnh liệt và lại nhiều mưu trí, năm 1946, ta được tỉnh ủy phân công làm thuyền trưởng. Chuyến tàu đầu tiên chở đầy vũ khí về đến nơi an toàn. Cũng kể từ đó, ta đã được gắn liền với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Năm 1965, ta được phong quân hàm thứ tướng quân đội nhân dân Việt Nam và được giao giữ chức phó tổng tư lệnh quân giải phóng miền Nam đến năm 1975. Ta đã hiện định tài năng của mình trong vai trò là một nữ tướng. Những năm tháng chiến tranh diễn ra áp lực ấy, rừng miền Đông vẫn thấy một nữ tướng không mặc quân phục, không đeo quân hàm, một nữ tướng giản dị, tuy đa trọng nhưng với tài chỉ huy, đâm chắc nhiều, sự dũng cảm, sự thấu đáo của ta để góp phần suy diễn tinh hình, từ bị động chuyển sang phòng ngự và chủ động tấn công. Chân dung thiếu tướng Nguyễn Thị Định không được khắc ghi trong những hình ảnh của người chỉ huy chiến trường, đồng cam cộng khổ với chiến sĩ, thương nhiều chiến sĩ như con, giữa các trận đánh thương ngồi vá áo cho chiến sĩ. Từ sau ngày đất nước thống nhất, ta dũng như chức vụ dẫn dắt mới cùng đảng và nhà nước, lãnh đạo thành công việc thực hiện công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, ta bệnh viện ra đi sau một cơn bị tim đột ngột. Trước lúc mất, ta còn tới thăm về làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông đất nước. Ta đã trải qua một đời
nữa mất chồng, còn một đứa con duy nhất bị mất hết từ khi tụi con thơ xa mẹ. Nhưng mẹ đã vượt lên nỗi cô đơn, luôn sống với đồng đội, với nhân dân, dành hết mọi yêu thương lo toan cho hạnh phúc mọi người, nhất là những người bất hạnh. Với 72 tuổi đời, ngày 16 đêm hoạt động cách mạng trung kiên, mẫu mực, lúc đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ với đức tính thiên cố, vị tha, nhân hậu, giản dị, dịu hiền và luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Mẹ Ba Định đã là người phụ nữ tiêu biểu nhất, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã dành cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Hôm nay ở đây, khiến mặt khiến được ép tới bà, cô Ba Định, với một sự kính cẩn, ngưỡng mộ về một cuộc đời vô vàn thiên tầm, bất khuất, biết nhau tình yêu thương nhân loại bao la. Hình ảnh của bà tới tận bây giờ và mãi sau là một huyền thoại về tấm gương người con gái trung kiên bất tử. Cô Định ơi, với mọi người, với toàn dân tộc Việt Nam,